Sau 5 năm thì đội tuyển vật cổ điển mới được tập trung trở lại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội, tập cùng trên một sàn với đội tuyển vật tự do nữ và đội tuyển vật tự do nam. Điều này cũng đã mang tới một bầu không khí tập luyện vô cùng hào hứng và phấn khởi để hướng tới SEA Games 31. Đội mới tập trung từ đầu tháng 4 với 12 vận động viên để cạnh tranh cho 6 hạng cân sẽ thi đấu tại SEA Games 31. Các em sẽ được hai giải để trước SEA Games sẽ được cọ sát và sẽ tuyển chọn một lần nữa lại giải vô địch quốc gia vào tháng 6 và một cái giải cúp quốc gia nữa. Giai đoạn này, đội chủ yếu rèn thể lực. Năm nay, đội vật cổ điển đã bổ sung thêm 3 gương mặt trẻ và vẫn còn đó 5 đô vật từng mang về 4 huy chương vàng và 2 huy chương bạc ở kỳ SEA Games 2019. Mục tiêu của đội cổ điển là sẽ duy trì cái thành tích ở Philippines. Có thể sẽ phấn đấu với thành tích cao hơn, nhưng mà nói chung là nội dung vật cổ điển nó sẽ khó khăn hơn một chút, tại vì các nước Đông Nam Á người ta cũng tập trung rất là cao vào cái nội dung vật cổ điển này. Nơi tập mới, sàn tập mới, không khí mới, tất cả đang rất hào hứng để hướng tới thành tích cao tại SEA Games 31.